lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại những bảo tàng sinh động giữa thiên nhiên và tồn tại mãi mãi với thời gian. Đó là bảo tàng Hùng Vương, Đông Sơn, bảo tàng các triều vua anh hùng đánh giặc, bảo tàng Côn Sơn, Điện Biên Phủ, bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Trong lịch sử đánh giặc hàng nghìn năm, có thể nói chưa có thời kỳ nào như những năm tháng ấy, những năm tháng cả dân tộc chúng ta vượt Trường Sơn cứu nước. Kể từ tháng 5 năm 1959, 30 năm đã trôi qua. 30 năm có thể đã là quá xa đối với những người thiếu vắng ký ức. 30 năm có thể đã trở thành lớp bụi phấn trên tóc người già, lại cũng có thể làm ai đó lấy làm cái cớ xóa nhòa đi các ranh giới, đánh đồng các sự kiện ở nơi này hay ở nơi kia, đánh đồng cuộc chiến tranh này với cuộc chiến tranh khác. Nhưng may mắn thay, thời gian không chỉ là những lớp bụi, thời gian còn là những gương mặt người, thời gian còn ngưng động trong nhiều loại văn bản và rất nhiều nhân chứng cùng chứng kiến sự kiện của chặng đường mấy chục năm sôi động ấy. Hơn 30 năm qua, đường Trường Sơn, chúng tôi còn gọi là, đặt là đường Hồ Chí Minh, có nhiều kỷ niệm sâu sắc, ghi sâu vào tâm trí của chúng tôi, không thể nào quên. Khi tôi ở Trường Sơn, qua những năm tháng chiến đấu, tôi mới ngẫm ra là trên thế giới qua 5.000 năm thì đã có 14.500 cuộc chiến tranh. Mỗi một cuộc chiến tranh đều có một con đường qua dãy núi An và sang đất Ý, có con đường kéo pháo của Napoleon qua đèo Saint Bernard, con đường vạn lý Trường Chinh, nhưng không có con đường nào giống như con đường Hồ Chí Minh, con đường của chiến lược tiến công. Hiệp định Geneva 1954 được ký kết. Nhân dân hai bờ sông Bến Hải từ xưa không lưu tâm lắm đến việc mình sống trên vĩ tuyến nào. Họ chỉ biết đến Tổ quốc Việt Nam từ ngàn đời chung một nền văn hiến. Họ chỉ biết đến một hiệp định quốc tế được ký sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, thực dân Pháp phải rút khỏi Việt Nam, để rồi 2 năm sau sẽ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Cũng như nhân dân miền Bắc, nhân dân miền Nam cũng sẽ khôi phục quê hương sau cuộc chiến tranh. Cũng sẽ có những Bắc Hưng Hải, những gang thép Thái Nguyên. Nhân dân Việt Nam từ nghìn xưa là dân tộc yêu hòa bình, chỉ biết lam làm, thực hiện ước mơ giản dị, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Đã xé hiệp định Geneva 1954. Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị họ Ngô. Phải mà không phải. Đây chỉ là những gì do đế quốc Mỹ dựng lên. Tất cả chỉ là những màn kịch mà đạo diễn và chỉ huy bao thầu toàn bộ là Lầu Năm Góc khi ấy. Để rồi đoạn sau, bởi diễn viên tồi, đạo diễn chẳng cần phục trang,
sẽ xông ra đóng thay ngay. Tổng thống Mỹ Eisenhower nói, để mất Việt Nam, mất Đông Dương sẽ dẫn đến mất cả Đông Nam Á. Còn đây là lời của Tổng thống Mỹ Kennedy. Nếu Mỹ rút khỏi cuộc xung đột ở Việt Nam, thì sẽ xảy ra sự sụp đổ không những ở Nam Việt Nam, mà cả ở toàn bộ Đông Nam Á. Eisenhower nói tiếp, bằng bất kể giá nào, cũng phải chặn ngay nó lại. Đất nước Hoa Kỳ đã từng là nơi sinh ra bản tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng. Người viết bản tuyên ngôn ấy, nếu được sống lại, sẽ nghĩ gì về sự áp đặt một trật tự kiểu Mỹ lên một đất nước ở xa Mỹ đến nửa vòng quả đất? Trong khi miền Bắc được sống trong xây dựng hòa bình, thì một nửa nước ở phương Nam máu tiếp tục chảy. Ngô Đình Diệm còn hô hào một cuộc chiến tranh Bắc Tiến là cha đẻ của những bộ luật hà khắc dã man như luật 10 năm 9. Chỉ mấy năm sau khi hiệp định đình chiến lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, hàng triệu người Việt Nam yêu nước đã bị sát hại và bị cầm tù. Trong khi đó, vũ khí Mỹ ồ ạt tuôn vào miền Nam Việt Nam, biến nửa đất nước này thành một căn cứ quân sự khổng lồ. Trong lửa và máu, bên cạnh nhà tù và xích xiềng răng vây chặt đất, nhân dân miền Nam đã đứng dậy đấu tranh, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân dân Việt Nam chỉ có một tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam cùng chung một hình ảnh thân yêu, hình ảnh Bác Hồ. Ngày 22 tháng 7 năm 1954, một lần nữa người khẳng định Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi tưởng về bối cảnh lịch sử này. Năm 1959 thì Bác Hồ và Trung ương Đảng ta quyết định là chuyển cái hình thức đấu tranh trên chiến trường miền Nam từ cái đấu tranh chính trị lên đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và từng bước tăng cường đấu tranh vũ trang. Đó là một quyết định có ý nghĩa chiến lược. Mà đã chuyển lên đấu tranh vũ trang thì nhất định là cái nhu cầu về hậu cần nó quan trọng. Mà Hồ thường hết sức coi trọng thì không phải hậu cần. Bác nói là hậu cần có bảo đảm thì có thể bảo đảm mới có thể bảo đảm được thắng lợi cho chiến tranh. Vì vậy cho nên cái vấn đề thì mở đường là vào Nam là để mà tiếp theo không cần là một cái trở nên bức thiết, mà đấy cũng là một cái quyết định mặc dù đường thô sơ nhưng mà có ý nghĩa chiến lược. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là dùng bạo lực. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng, thì đường lối dùng bạo lực là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang hoặc nhiều hoặc ít tùy tình hình để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Nghị quyết 15 của Đảng, nghị quyết lịch sử cứu nước đã tạo cho dải núi uy nghi Trường Sơn lại trở thành thế tựa mới cho suốt cuộc kháng chiến anh hùng.
Trường Sơn, từ thuở khai thiên lập địa, vào thời kỳ biển lùi, cả vùng Đông Nam Á còn chìm trong nước, thì Trường Sơn đã nhô lên như một cái vây lưng khổng lồ trên mình con cá lớn Đông Dương. Dải núi cổ xưa, với bao vùng rừng nguyên sinh, với bao cảnh vật kỳ lạ, nơi quần cư của nhiều dân tộc có nền văn minh rất sớm, còn để lại dấu ấn trong bao âm hưởng, bao nhiêu trường ca và huyền thoại. Hoành Sơn Nhất Đái, vạn đại xung thân, còn là thế tựa muôn đời để giữ gìn đất nước. Đào Duy Từ hằng xây lũy trên Trường Sơn, Phan Đình Phùng cũng tựa vào dãy núi này mà đánh giặc. Theo gót người xưa, người chiến sĩ hôm nay lại vạch lối mở đường cứu nước. Trong số những người đầu tiên đi mở đường Trường Sơn thời chống Mỹ, có đồng chí Võ Bằng, người chỉ huy đầu tiên của tuyến đường này. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, tôi được triệu tập vào Bộ Quốc phòng do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh là Thứ trưởng Thường trực, chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, Ủy ban là thống nhất của Trung ương, truyền đạt lệnh của Bộ Chính trị giao cho tôi đi mở cái một đường đặc biệt trên dọc Trường Sơn, phải xuyên rừng sâu, núi cao để mà đưa người và của bộ đội vũ khí đạn dược về trong Nam. Ngôi nhà 63 phố Lý Nam Đế, nơi tụ họp buổi đầu bí mật, và bốt Kim Lũ, nơi đóng gói những khẩu súng đầu tiên để chuyển tới chiến trường, còn đó như là những dấu tích không quên của tháng 5 1959 khi triển khai nghị quyết 15 của Đảng. Một kế hoạch lớn đã được hoạch định. Từ địa đầu của dãy Trường Sơn, công việc soi đường được bắt đầu từ Bãi Hà, từ Khe Hó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Trị, kiêm bí thư huyện ủy địa phương phụ trách. Đồng chí Hà Kỳ Thự được chỉ định phụ trách tổ soi đường đầu tiên của đoàn 559. Hai năm tìm đường, tôi ở bữa nay hôm nọ là tôi ở đi tìm đường, xong rồi đi bất ngờ là gặp địch. Gặp địch thì tôi đi ở đi trước và tôi đi sau. Tôi sau cách đoạn một thước thôi. Thế là tôi lách con bình thì không địch không bắt được. Còn ở thì địch bắt. Lực bắt nó dẫn về đồn một ngày ở trên nhà trong nhà sơn dân. Thế là nó tan ổi rồi ổi tối là trốn được. Đi ra để trả về mình. Đi không xấu, nấu không khói, nói không tiếng vang, đó là khó khăn đặc biệt của thuở ban đầu. Kỳ thực thì trên trái đất này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Câu nói của Lỗ Tấn bây giờ vẫn đúng, phải đi, phải tới, có ý chí giải phóng
tất phải có con đường giải phóng. Làm sao có thể giữ được bí mật của một công việc lớn lao đến nhường vậy? Đồng chí Lê Trọng Tâm, một trong những nhân chứng thuở ban đầu đã kể. Trường Sơn thì nó đã có cái đường mòn bí mật, đường ra lên bí mật, nhưng mà nó đi thông sân. Nhưng mà chúng tôi mở đường ấy, thì chúng tôi phải mở trên đỉnh cao Trường Sơn, nơi chưa có vết chân người, để mà giữ bí mật chẳng những đối với địch mà cả với dân. Thế mới làm được cái nhiệm vụ chi viện chiến lược. Vì cái đầu sau này mở nó mang cái tính chiến lược. Cho nên là mặc dù vậy, nhưng mà khi mở đường rồi đó, đi được một thời gian rồi đó, thì cuối cùng dân người ta cũng biết. Thì rõ ràng là ta giữ được bí mật với địch, nhưng mà không giữ được bí mật với dân. Thì dân họ biết thì họ làm thế nào? Thì họ để bảo vệ cho ta bằng cách là họ dọc cái đường đi ta mà có cái dấu vết để lại thì họ xóa dấu vết. Hoặc là thỉnh thoảng thì họ lại treo gà hoặc là vài quả bầu, quả bí, là quả bắp, các thứ họ treo để họ tiếp tế cho ta, tiếp tế bí mật cho ta. Và có những nơi mà ta phải vượt qua sông suối, thì khi ta đi rồi thì họ lũ đánh trâu, đi làm đồng này khác các thứ, thì đi làm rừng, đi lấy gỗ này, các thứ thì họ để xóa hết đi. Tuyến địch ngăn chặn cam go nhất mà những chuyến hàng đầu tiên phải vượt qua là con đường số 9 cắt ngang Trường Sơn, phải chui qua cống ngầm dưới gầm đường 9 đầy gai góc. Làm sao tuyệt đối an toàn chuyến đầu để còn an toàn chuyển tiếp các chuyến sau? Công việc cấp bách mà lại không được hấp tấp sa sẩy. Máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu, từ chí căm thù và lòng yêu nước sôi sục, bằng vũ khí tự tạo, bằng niềm tin ở hậu phương lớn, cuộc đồng khởi lịch sử của nhân dân toàn miền Nam năm 1960 như tiếng kèn báo hiệu một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh giải phóng đã bắt đầu. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã được thành lập. Bộ tư lệnh mặt trận đã được thành lập. Con đường mòn vượt Trường Sơn đã được mở. Bao năm rồi, ngày Bắc đêm Nam, những lá thư từ tuyến đầu Tổ quốc vượt rừng ra đất Bắc càng thôi thúc hàng triệu tấm lòng. Muôn người như một, như những năm nào đánh thực dân Pháp, trong mỗi gia đình đều có nơi thờ Tổ quốc, đặt việc nước cao hơn việc nhà. Từ một sự thật, từ một lẽ phải giản dị mà sâu lắng. Xuân Mai, một vùng đất phía tây Hà Nội, trở thành thủ phủ của những người trở lại miền Nam, gọi theo danh từ ngày ấy, đi bê. Bác Tôn, cũng là người con của miền Nam ruột thịt, cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và quân đội tới thăm lữ 338, những người chiến sĩ chuẩn bị vào Nam chiến đấu. Có một ai trong số hàng triệu công dân trưởng thành của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa những năm tháng ấy không mong muốn chính mình được vào Nam đánh giặc? Ai xung phong vào Nam đánh giặc? 3.000 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm khi được hỏi, tất cả đều giơ tay, không trừ một ai, kể cả anh sinh viên trẻ măng của năm thứ nhất. Tại các công trường, nhà máy cũng vậy.
Nhưng những người đầu tiên được nhận nhiệm vụ thầm lặng mà vinh quang này là các chiến sĩ miền Nam tập kết, nay trở về quê hương của chính mình đang vẫy gọi. Con đường mòn đã được mở sang phía tây Trường Sơn nhờ có sự giúp đỡ đặc biệt, sự thỏa thuận của Đảng và nhân dân cách mạng Lào. Trên tập đoàn núi non dày đặc của Trường Sơn, cứ 200 mét lại có một dốc cao, cứ 15 km lại có một đèo cao, 200 mét có một dòng suối nhỏ, 2 km lại có một con suối lớn, 20 km có một dòng sông nước xiết. Phải vượt hàng nghìn km địa hình hiểm trở để đến với mặt trận. Loại công việc này không thấy ghi trong nhật ký vượt rừng của Che Guevara ở châu Mỹ Latin, cũng không thấy ghi trong nhật ký ở rừng của Nam Cao thời Việt Nam chống Pháp. Chưa có nơi nào làm hàng chục nghìn cây số đường và lập hệ thống các trạm giao liên như hệ thống đường Trường Sơn thuở ấy. Đường Trường Sơn đã đạt được một vài kết quả ban đầu và bộ đội Trường Sơn được Bác Hồ hết sức quan tâm. Sau khi hoạt động một thời gian có kết quả thì Bác sang chỗ làm việc của Quân ủy Trung ương cho gọi tôi vào báo cáo tình hình của đoàn 559 về sức khỏe bộ đội, về việc mở đường, về việc là vận chuyển và sức khỏe của nhân dân ở trên dọc đường như thế nào. Sau khi mà nghe tôi báo cáo xong thì bác có mấy cái huấn thị. Thứ nhất là các chú làm việc như thế là tốt. Thứ hai là các chú phải tiếp tế vải và muối cho nhân dân trên dọc đường. Thứ ba là phải làm cho khôn khéo, tránh cái tiếng loan không có lợi cho ta. Thứ tư là những bộ phận nào và cá nhân nào làm tích cực xuất sắc thì đề nghị lên cho bác để bác khen thưởng. Nguyễn Viết Sinh, một chiến sĩ giao liên Trường Sơn, đã trở thành anh hùng quân đội. Tôi là Nguyễn Viết Sinh, vào bộ đội cuối năm 61, được vào đoàn Trường Sơn làm công tác lùi thô từ 61 cho đến tháng 6 năm 65. Thì ngày này sáng ngày khác, tháng này sáng tháng khác. Đầu tiên tôi chỉ gùi 20 cân, nhưng mà sau đó tôi gùi lên 50 cân, trung bình hàng tháng là trên 50 cân. Gùi cao điểm nhất là tôi gùi được 75 cân. Nhưng mà trong thời gian lùi thô, chúng tôi cũng có lần bị đói 5 đến 7 ngày, ăn măng, ăn muối. Nhưng mà cái hoạt động của chúng tôi vui thôi như vậy thì tôi cũng được sự chiến trường thắng lợi đồng viên thôi thúc, đồng đội đồng viên, do đó chúng tôi vẫn hoạt động hơn 5 năm
nhưng mà vẫn vui thua tốt. Còn tháng 6 năm 65 trở đi thì tôi chuyển sang là đường thô. Thô cao điểm của tôi thì cũng được 220 cân. Nguyễn Viết Sinh đã đi bộ trên Trường Sơn. Bàn chân anh đã vượt những chặng đường đèo dốc dài gần bằng một vòng quanh trái đất. Một trong những điều mà các chuyên gia quân sự Mỹ từng đánh giá sai lầm, mà sau này chính họ phải thừa nhận, là khả năng và phương thức tiếp tế hậu cần rất đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến tranh nhân dân, hậu cần nhân dân là những khái niệm chỉ có trong đoàn quân của những người chính nghĩa. Giống như con đường lên Điện Biên Phủ năm xưa, chiếc xe đạp thồ lại ra mặt trận. 172 năm trước, năm 1789, Nguyễn Huệ cũng đã lập các binh trạm phía đông Trường Sơn. Hơn 15 năm trước là cuộc nam tiến chống Pháp từ cuối năm 1945 đến đầu năm 1946. Phải chăng ba cuộc hành quân trên 200 năm đã có những cung đường trùng bước lên nhau? Phương tiện gùi thô sơ, nhiều khi chớp thời cơ, ta cũng đã từng sử dụng máy bay vận tải cỡ nhỏ thả hàng xuống tuyến đường mòn. Một trong những người lái máy bay năm xưa kể lại: vào những năm 1961-62 thì lúc bây giờ là cái lực lượng không quân chúng ta quản lý để cấp hành cho mệnh lệnh của trên ấy, là dùng lực lượng không quân làm cái nhiệm vụ chi viện tiếp tế cho chiến trường miền Nam cũng như là chiến trường Lào, để chúng tôi bay phục vụ như là chở quân, rồi thì vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm phục vụ chiến trường. Những ngày đầu bay trên miền Trường Sơn rừng núi trùng điệp thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi là rất tự hào và rất là vinh dự được trực tiếp tham gia. Con đường Trường Sơn phát triển theo sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam, và cách mạng miền Nam cũng phát triển theo sự vươn xa của con đường mang tên Bác. Vũ khí công nghiệp song hành với vũ khí tự tạo, cuộc kháng chiến này tầm vóc được nâng cao từ bàn tay của mỗi người dân. Hiện ra tuyến chi viện chiến lược, kẻ địch tìm mọi cách hòng ngăn chặn. Những đội biệt kích, những đội quân thám báo của quân đội Sài Gòn được tập luyện kỹ càng để tung vào các chiến dịch nhằm ngăn chặn đường mòn. Dòng dã 16 năm, các chiến sĩ Trường Sơn đã bám trụ trên núi rừng hiểm trở, rất xa các vùng dân cư. Làm sao họ có thể tồn tại
mà là sự tồn tại đàng hoàng của người chiến thắng. Thiếu đói, ốm đau, thiếu thốn tình cảm quê hương, gia đình và bao cam go khác, họ đã phải gánh chịu. Một nhà văn nước ngoài đã nói đúng: gian khổ vì tổ quốc là chuyện lớn, hy sinh vì tổ quốc là chuyện lớn hơn, nhưng chịu đựng vì tổ quốc mới là lớn hơn hết. 16 năm bám trụ trên trường sơn đánh Mỹ là khoảng thời gian dài, dài hơn tất cả thời gian diễn ra của mỗi cuộc chiến tranh đã từng diễn ra trên thế giới từ xưa đến nay, trừ cuộc chiến tranh tôn giáo Thập Tự Chinh trước thế kỷ 11. Chính lòng tin vào chính nghĩa, lòng tin vào chiến thắng đã làm các anh bộ đội Cụ Hồ bám trụ được trong những tháng năm dài gian nan. Những dãy núi Trường Sơn như đều quay đầu về hướng Nam, mà những dòng sông trên Trường Sơn cũng chảy về hướng mặt trận. Cùng với đường bộ, tuyến vận tải đường sông cũng ngày một phát triển. Mọi phương thức vận tải đều được huy động để tuyến chi viện chiến lược ngày một phát triển, vươn dài về phương Nam. Chỉ một năm sau, khi tuyến đường Hồ Chí Minh được thành lập, bằng vận chuyển nhỏ, khối lượng hàng hóa không lớn, nhưng có sức động viên lớn lao các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Nam đứng dậy. Bắc Nam là ruột thịt. Đằng sau cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam, có cả hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Cần phải trừng trị kịp thời những tội ác man dợ của kẻ thù gây ra ở miền Nam. Vụ thảm sát Phú Lợi đã tạo nên làn sóng căm phẫn trên toàn miền Bắc. Từ lâu dùng vũ khí, chẳng lẽ nhân dân lại bó tay? Toàn miền Nam đã tới lúc đứng lên đấu tranh vũ trang. Lửa phải nói chuyện với lửa. Thành quả cách mạng, thành quả của cuộc kháng chiến chống Pháp không thể để quân giặc cướp mất. Cũng như trận đánh Kho Xăng Liên Triều, như các trận phá Càn, phá ấp chiến lược, trận ấp Bắc và trận Bình Giã là những trận đánh vang dội, đánh dấu cho một giai đoạn mới của cách mạng miền Nam trong cuộc đấu tranh vũ trang ngày càng ác liệt. Thank you.
thô đã được kết hợp với cơ giới nhỏ trên từng cung đoạn ngắn, làm tăng khối lượng đạn dược, thuốc men tới tay các chiến sĩ quân giải phóng ở nơi xa nhất, đồng bằng Nam Bộ. Chính kẻ địch cũng phải công nhận trong tập tài liệu nghiên cứu về hệ thống hậu cần cộng sản. Tổng quát về đoàn 559 có nhiệm vụ chiến lược với tiền tuyến lớn miền Nam, có thể chuyển vận người, vũ khí và lương thực từ Bắc vào chiến trường miền Nam. Xuyên qua phần tổ chức và hoạt động nêu trên, chúng tôi nhận thấy đoàn 559 hậu cần chiến lược là một đơn vị hậu cần đa năng, tổ chức quy mô, hoạt động trên một trách nhiệm nặng nề, phức tạp và nó thể hiện một vai trò quyết định về tiềm lực quân sự cộng sản tại miền Nam. Quả thật, nếu không có tài liệu cũng như nguồn tin giá trị khác về đoàn 559 hậu cần, thì ta khó tin là có tổ chức này tại chiến trường miền Nam. Ngoài đoàn 559 hậu cần chiến lược đường bộ, Cộng sản còn điều khiển một hệ thống hậu cần chiến lược đường biển với các tàu ngụy trang đánh cá xuất phát từ vùng duyên hải Bắc Việt, lén lút xâm nhập vào vùng duyên hải Việt Nam Cộng Hòa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara nói, tôi cho rằng chúng ta phải tìm mọi cách chặn đứng ngay cuộc xâm lược của miền Bắc Việt Nam vào miền Nam Việt Nam. Vấn đề là phải tìm mọi biện pháp hữu hiệu nhất chặn đứng ngay cuộc xâm lược từ miền Bắc vào miền Nam này.